rồi, nếu có bận các bạn không lội được vào nhá. Lội nhiều quá ở đây. Ôi trời ơi. Nào các bạn. Ok. Thở được chưa nào? Thở bình tĩnh nào. Thở bình tĩnh nhá. Ok. Ok. You. Breathes. Ok. Các bạn có hồi hộp không? Yeah. Cô thấy các bạn hoàn thành gần như là 100% rồi. Yeah. So everybody here is so excited for the game now. Rất là tốt. Bởi vì bài hôm trước các bạn làm bài rất là tốt. Ok. Sao Khánh Hà chưa làm hết đúng không? Nào nhìn đây, look at this, look at the screen now. Here, độ chính xác của cả lớp lên đến 58%. Ok, câu hỏi khó nhất của các bạn chính là câu hỏi thứ 20. Và câu hỏi mà mất nhiều thời gian cho các bạn nhất là câu hỏi thứ 15 đúng không? Ok, so now where is the ball? Where is the ball? So, who can comment and who can answer me this question? This is the hardest question, you know? Đây là câu khó nhất. Có thấy lời như bạn nào cũng sai câu này. I don't know này, 16 người chọn. It's on the table. Oh, okay. It's on the table. I taught you that on là đặt lên trên, đúng không? Là on. On này, on. Hôm qua con hôm trước còn có cái con ruồi, con muỗi, cô Ngọc ấy. Cô Ngọc hóa thân thành con muỗi, cô đậu trên đầu ấy. Đấy. Ok nào, thế giờ chỗ này phải là gì? Tree is a bowl, đúng không? Ở phía trên is a bowl nhá. Nào bây giờ cô xem được. Bạn nào là bạn Hà Bảo Anh nào? Hà Bảo Anh lớp 1A3 nào? Can you turn on the microphone? Yeah, so hello. Hello teacher. Yeah. Evening. So now, which answer do you choose? Where is the ball now? Con đã chọn đáp án gì nhỉ, Bảo Anh nhỉ? Con đã chọn đáp án gì vừa nãy nhỉ? Three. Huh? Three? Yeah, it's a ball. So can you describe me? A ball. Nào con diễn tả cho cả lớp xem nào. A bowl. On thì là đặt ở lên trên luôn. On là đặt lên trên nhưng a bowl nó chỉ những thứ ở phía trên thôi. Không cần phải chạm đúng không nhỉ? A bowl. Good job. Rồi Ngọc Khuê có thấy diễn tả rất đúng rồi. Thank you nha. Nào con đọc to nào. Hà Bảo Anh nào. Above. Yes. It's above the table. It's above the table. À, Bảo Anh là hay bị mất âm gió nhá. Bảo Anh học với cô từ lúc nào nhỉ? Con học lâu chưa? Con học 2 tháng rồi ạ. Thế mà bây giờ mà vẫn để mất âm gió thế này là thế nào đấy? Thế con hôm nay cô luyện lại với Bảo Anh nhá.
Okay, it's. It's. Yes, đúng rồi. It's above the table. It. It's. Yeah. It's above. Yes, the table. The table. Đúng rồi. Good job, baby girl. Luyện tập nói nhiều lên con nha. Okay, yeah. Thank you. Đó, các bạn thấy không? Cái câu này là it's a bow. Câu này là câu đánh lừa đó. Mà cũng là một câu khó, câu nâng cao đúng không nhỉ? So, không sao đúng không? Tiếp nào, tiếp theo câu thứ hai là câu mà các bạn chiếm nhiều thời gian nhất để cô xem nào. The dog is... Ôi, cái câu này dễ mà. Ok, khuê nào. Ok, it's easy. The... Con điền là từ the dog is under table. Yes, of course, the dog is under the table, you know. Hôm trước, đúng rồi, thank you Ngọc Khuê nhỉ. Đúng nhỉ, under, đúng không? Hôm trước con muỗi nó bay thế nào ấy. Hôm trước mà cô với bạn meo meo ấy. Đó, đang bắt con muỗi, tự nhiên con muỗi nó bay xuống dưới ghế. Thế là không bắt được, đúng không nhỉ? It's under. Ok, the dog is under the table. Câu này mà các bạn lại phân vân quá. Rồi, có chúc mừng nha. Đầu tiên là bạn Trung, đúng không? Tổng quan là bạn Trần Thế Trung. Thế Trung không chịu à? Thế Trung không bao giờ chịu à? Khuất phục giữa những sự sai lầm cũng như là những cái kết quả mình đã đạt được, nên Thế Trung là đã liên tục là phải lập thêm một nick nữa. Đấy, Trần Thế Trung sao để có thể đạt 100% điểm tối đa, và cô cũng khá là tuyên dương cái tinh thần này của Trung nha. Dưới đó thì cô thấy là một cái bạn mà lội dòng rất là kinh khủng, đó là bạn Nguyễn Thái Thịnh. Bạn Thái Thịnh thì đầu tiên là bạn làm rất chậm thôi, bạn chậm chắc luôn, nhưng mà đến cái câu thứ 11 trở đi là bạn ấy bật lên. Quanh quanh đó là cô thấy bạn Võ Minh Khang, bạn Hiệp, bạn Phương, bạn Oggy ấy, những bạn Khuê này, bạn Phú này, thì mới đầu các bạn làm khá nhanh, thì tuy nhiên là sau đó thì có vẻ là khúc mắc một số câu nào đấy, cho nên là các bạn phải chậm lại một chút. Đó, các con cố gắng nha. Ở dưới này các bạn thì đều rất là cố gắng. Cái này các bạn có sai nhiều lắm đâu, đúng không? Đó, nhìn này, cũng không nhiều lắm đâu. Mỗi bạn là chỉ có từ 1 cho đến nhiều lắm là 3 câu thôi. Còn đâu các bạn cần 1-2 câu thôi, đúng không nhở? Ok, that's a good result. Chúc mừng cả lớp mình nha. So now, you remember about the... Ok, you remember the lesson, right? Ok, so ai đây? Phần mềm... Ok, nào, đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi, các bạn tốt lắm, con làm lại. Yeah. So, do you remember about the word? Hôm trước là mình có bạn meo meo học cùng đúng không nhỉ? Thế bạn Hương Quỳnh xem nào, hôm nay xem nhớ bạn Hương Quỳnh nào. Bạn Hương Quỳnh ôn lại cho lớp một chút nào. Good evening, Hương Quỳnh. Hello, teacher. Yes. Do you remember about the previous lesson? Các bạn có nhớ là bạn con có nhớ là hôm trước học cái gì không nhỉ? Học những cái gì nào? Hôm trước là mình học là on. Yeah, on. On. In. In. Trong. Yes. Là ở dưới. Under, yes. Behind là phía sau. Yes, behind. And? In front of là ở phía trước. In front of, ở phía trước. And? Hôm nay mình học từ gì mới? Vừa nãy có cái từ gì nâng cao đây? Above ở phía trên đúng không nhỉ? Above, exactly. Và các bạn ơi, đó thì là bài hôm nay là mình làm rất dễ đúng không? Hương Quỳnh thấy bài này dễ không? Dễ dễ đúng không nhỉ? Ok, good job. Hôm nay hai con làm lần đầu hơi chậm nên con lỗi lại con làm lần nữa. Được, không sao hết đúng không nhỉ? Đó thì bạn cố gắng nhé, thì từ giờ chắc là cứ sáng, cứ mỗi một buổi mà kiểm tra bài cũ là cô sẽ cho các bạn cùng làm như này thì cô đỡ phải đọc comment nhá. Ok. Yes. Ok các bạn, ok, thank you Hương Quỳnh nha. So now we need to, today we have a story. Yes, today we need to study how to tell a story, you know. Hôm nay chúng mình sẽ học kể chuyện nhá. Ok, ở lớp các bạn nào đã được học kể chuyện rồi nhỉ? Cô thì biết mỗi bạn Hiệp thôi, tại vì là Hiệp thi thoảng có một những cái clip kể chuyện đăng lên là cô biết. Còn có bạn nào không? Who in the class can tell a story?
Who can? Nào bạn nào có, các bạn có thể dùng I can raise your hands, hoặc là các bạn có thể comment cho cô biết là xem bạn nào có thể me Trần Duy Phong này, Đặng Tiến Hùng này, Trần Duy Phong. Ok, how about the girls now? Ngọc Hân này, Hoàng Thị Anh biết này, Ngô Nguyên Khang biết này, còn ai khoe biết này? Các bạn comment cho cô ở Minh Khang, An Phú, Trung Kiên. Wow, look at this now. So, cô xem nào. Ôi trời ơi, sao biết? Ôi trời, lớp mình. Nhiều bạn biết ha. Đấy thì hôm nay nhá, hôm nay cô sẽ xem là khả năng các bạn sẽ, hôm nay các bạn sẽ học kể chuyện. Và mình bài tập về nhà hôm nay của chúng mình cũng sẽ liên quanh về việc kể chuyện thôi. Được không? Được không nhỉ? Okay. Are you ready for this? Are you ready for this? Yes, I see, you know. Maybe I need to share the screen. I need to share the screen now. Wait a little bit. Here, can you see the screen now? Can you see? Can you see the screen? Yes. I have so many, many kinds of book. I have so many kinds of book here. So today we will listen to the story about the piggy. This little piggy. Yes. Hôm nay các bạn sẽ xem bạn các cái bạn là piggy này như nào nhá. Baby piggy, bạn lợn con. Okay. Oh, who is chatting from Thỏ? Cô bảo rồi cái bài Thỏ đấy, bài sau nó khó lắm, không làm được. Okay. So now, are you ready for this? Các bạn nghe trước nha. Nghe xem nha. Okay, you listen to the story and then I will pick one of you to tell the story again. Yes. Focus on it. Yes. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. Okay, now let's start it. This little piggy. This little piggy went to market. This little piggy went to the market. Yummy. This little piggy stayed home. This little piggy stayed home. Các bạn nghe được không? Các bạn nghe được không? Can you hear it? Can you hear it? Các bạn nghe được không? Yes, okay, great. This little piggy had roast beef. Ooh. Roast beef. This little piggy had none. This little piggy cried, "Wee wee, I can't find my way home." Little pig, why do you cry? I can't find my way home as hard as I try. I'm sorry, but I don't know where you live. But maybe our viewers have help they can give. Where do you think the little pig lives? Yes. Little Pig is right at home in the hamlet of Pigsburg in Pigsylvania. It's of the pig and by the pig and for the pig in Pigsburg. Oh my goodness! These pigs have done the worst of all things! What's that? These pigs have made people of themselves! To be continued. Yes, we have the lesson two
a story about a little piggy, right? There's a little piggy here. So what happened to the piggy? What happened to the piggy now? Do you know about what happened to the piggy? Các con có biết là chuyện gì đã xảy ra với bạn piggy không? Do you know? Okay, I will open the chat here. Who can help her now? Okay. Thưa cô là chắc là bạn ý bị lạc đường sao cô ạ? Yes, maybe Piggy lost the way to come home, you know. Right, good job. And đây là ý kiến của Ngọc Hân à. Thế còn bạn khác thì sao? Có bạn nào cùng ý kiến với Hân hay là khác ý kiến với Hân không? Cô vẫn để Hân ở đây nè, với Hân nào. Thế Ngọc, Hương, Ngọc Khuê xem nào. Ngọc Khuê vừa gọi rồi, Hương Quỳnh vừa gọi rồi. Okay. Sao nào, Hồ Kèn Trung Kiên nào? Ô, thế cô vừa mới bấm A trượt rồi. Chờ rồi, thế thử Hiệp xem nào. Khuê à? Khuê vừa gọi rồi. Ok, Hiệp thì ra con nghĩ sao nhỉ? What happened to the piggy? I cannot hear you. I cannot hear you. Bé quá con ơi. Ok. Yes. Con nọ đi đi chơi thế nào là đường không biết đường về nhà. À, Hiệp còn thêm một thông tin là đi chơi không biết đường về nhà. Ok. Hân chơi không biết đường về á cô. Đây thì Hân bảo là chỉ biết là con lợn nó bị lạc, nó picky lạc, hay là Hiệp bảo là không, tại vì nó đi chơi nó bị lạc. Ok. Đây cái con đâu rồi? Cô vừa mới bị lướt qua ai vậy? Đây là ý kiến của Hiệp, đây là who can. Ai đấy nào? Có ai có ý kiến khác nào? Cô vẫn để ghi ở đây. Hân này, Hân ý kiến rồi. Cô vẫn để mà các bạn chút nữa các bạn xem lại clip thì sẽ thấy là cô có để màn hình của Hân và Hiệp cùng hiện lên với cô mà. Cô gọi ai là cô sẽ hiện người đấy lên mà. Ok, sao nào? Nhưng mà con học thì con chỉ thấy cô và con thôi. Đúng rồi, yes. Now, who can? Nào, ai có ý kiến nào? Ai không? Cô, ui dồi, Tiến Minh sao? An Nhiên sao? Big. Piggy. Piggy, thế mình xem lại nha. Xem lại Piggy nha, hai bạn nha, cùng cả lớp nha. Xem lại Piggy, xem là Piggy làm sao mà bị lạc nhá. Ok. Are you ready? Yes, good job. So now we need to return back to the story, listen it, and then find out what the reason why the piggy get lost. Okay, mình sẽ tìm xem là lý do tại sao mà piggy lại lạc nhá. Okay. This little piggy. This little piggy went to market. Yummy. This little piggy stayed home. This little piggy had roast beef. Ooh. This little piggy had none. This little piggy cried, "Wee wee! I can't find my way home." Little pig, why do you cry? I can't find my way home as hard as I try. I'm sorry, but I don't know where you live. But maybe our viewers have help they can give. Where do you think the little pig lives? Yeah, I don't know. Yes, Little Pig is right at home in the hamlet of Pigsburg in Pigsylvania. It's of the pig and by the pig and for the pig in Pigsburg. Oh my goodness!
These pigs have done the worst of all things. What's that? These pigs have made people of themselves. To be continued. Okay, so now when we will listen again and watch again the videos, see, no reason about the little pig get lost. Không có lý do gì tự nhiên là đúng không? Pig chỉ là hiện lên là bạn little pig này đang là okay, get lost. And then, so Highland, we got twice of watching the videos. And then I want to ask all of you the question, where do the little pig live? Where does the little pig live? Bạn lợn con khóc, cry này, bạn sống ở đâu nhỉ? Who can? Khuê tập trung nhỉ? Đâu khuê đâu rồi? Do you remember? I've been here, okay. Hello, Tisha. So, do you remember the place that the pig lived? Yes. Yeah. Con nghĩ là trong cái câu chuyện này thì nói về bốn bạn heo và một bạn heo thì đang đi mua sắm ở chợ trung tâm nè. Còn một bạn khác thì đang ở nhà chơi game bắn súng. Còn một bạn khác nữa thì đang ham ăn thịt. Còn một bạn khác nữa thì đang cắm trại và ăn cải ạ. Còn một bạn kia thì đang đi lạc và hỏi bạn trứng và bạn nai. Thế là hai bạn đó dẫn bạn đó về nhà. Thế con còn nhớ là địa chỉ nhà của bạn Little Pig ở đâu không? Dạ con cũng không nhớ nữa. Đấy, cái đoạn đấy rồi mà các bạn còn nhớ không? Các bạn xem hai lần thì các bạn còn nhớ không? Ok, bạn nhớ không? Ok, nào Khuê, nào ai nhớ? Hiệp nhớ không? Hiệp comment nào. Khân nhớ không? Comment nào. Quỳnh nhớ không? Châu nhớ không? Hà Bảo anh nhớ không nào? Minh Khang bờ rồ hôm nay có nhớ không? Ai nhớ? Minh Khang á? Khang nhớ á? Nhớ không? Nhớ tên không? Đọc không nào? Ok. Hello teacher. Yes, so do you remember about the place of the pig? Con nhớ không? Yes. Yes? Oh, what is the place? What is the name of the hamlet? Nó ở đâu nhỉ? In the... Anh nhớ không? Ai nhớ? Khánh Vân nhớ này. Hương Quỳnh nhớ này, Diệp Hiệp nhớ này, các bạn giơ tay nhìn nhìn đi. Nhớ không? Không nhớ là nó có tên cái gì? Livia. Nhiều bạn. Các con nhớ cách đọc của cái từ đấy không? Piggy. Không, Piggy là chỉ cái bạn lợn con. Còn chỗ mà bạn ấy sống là ở đâu cơ? Ở đâu ấy? Hamlet đấy là cái xóm ấy. Hamlet là một cái ngôi làng nhỏ, một cái xóm nhỏ, nhưng mà tên của cái xóm ấy là gì cơ? An Phú à, gần đúng rồi. Ngô Nguyên Khang nhớ không? Để cô gọi thêm mấy bạn nào. Ta nhớ gặp là nhớ nào. Ok nào, Khang nào. Đúng ở thành phố. Yes, ok. Do you remember about the name of the Hamlet? Minh Khang vừa gợi ý là nó ở Hamlet rồi. Nó ở ngõ nhỏ rồi. Thế bây giờ con nhớ tên không? Piggy Viền, gần đúng rồi. Chưa đúng không cả lớp nha. Thế bây giờ Hiệp ra nào, nốt Hiệp. Sống trong thành phố. Không, not in the city. Hiệp nhớ không? Can you? Big Bug. You remember the name? Big Bug. Yes. Good job. Ok, đấy các bạn nhớ không? Khi mà mình xem một câu chuyện đúng không? Là đầu tiên là mình phải giống như Khuê ấy. Mình sẽ lót lại cả câu chuyện xem là tổng quan câu chuyện như nào, đúng không nhỉ? Diễn biến câu chuyện như nào? Nhân vật gì? Khuê vừa mới gọi là có gì nhỉ? Có nhân vật trứng với nhân vật con nai ấy, đúng không? Là rất bạn Little Big về. Đấy, còn như Hiệp nhá. Là Hiệp sau khi tổng kết được rồi đúng không? Mình sẽ xem đến chi tiết
để lúc nào mà cô hỏi cái là biết ngay, đúng không nhỉ? Thế cả lớp cùng xem lại nha, xem có đúng là câu trả lời của Hiệp không nhá. Ok, thank you các bạn nha. So, thank you so much. Đó, tốt rồi, rất là tập trung. Cảm ơn cả lớp nha. Đấy thì các bạn khi mà các bạn học cũng thế, đầu tiên là phải nhìn cái tổng quát trước, mình nghe xong rồi mình mới cái hiểu được, đúng không nhỉ? So, one more time. Here. Little Piggy. This little piggy went to market. This little piggy went to the market. Cái bạn bạn heo nhỏ này. Ok, heo nhỏ nha các bác. Heo nhỏ này đã đến market. Cái market ở nước ngoài thì nó không giống cái market ở mình, đúng không? Ví dụ cô đi ra ngoài chợ gái là các cô hàng tô hàng cá các thứ, nhưng mà ở đây là nó là trên quầy. Vẫn gọi là cái market, đúng không? Yummy. This little piggy stayed home. This little piggy stayed home. Nhìn có quen không? Nhìn có giống các bạn không? Nhìn có giống các bạn không? Nhìn thấy bản thân mình ở đây không? Chơi điện tử nha. Ok. This little piggy stayed home. Bạn này đang chơi điện tử này ở nhà, chơi điện tử nè. This little piggy had roast beef. Ooh. Yeah, this little piggy has roast beef. Roast beef là món thịt bò tái như này đây. Ok, roast. Giống kiểu như là để cả tảng xong thì mình áp chảo ấy, hoặc là quay ấy. Roast beef. Ok. Bạn này ăn nhiều nhỏ. Ok. This little piggy had none. Ok, so sánh với bạn trước thì bạn này có gì ăn không? Bạn này chỉ ăn rau. Bạn đấy không có gì ăn cả, đúng không? This little piggy had none. This little piggy cried, wee wee, I can't find my way home. Yes, this little piggy cried, wee, I can't find my way home. Oh, bạn này thì đã khóc rồi này. Và bạn ấy không thể nào, tôi không thể tìm được đường về nhà, đúng không? I can find my way home. Little pig, why do you cry? I can't find my way home. Con các con nhớ cái câu mà why do you cry giống ở trong chuyện gì không? Giống trong chuyện nàng tấm ấy, ông bụt hiện lên nhé. Tại sao con khóc nữa? Why do you cry? Okay? As hard as I try. I'm sorry, but I don't know where you live. But maybe our viewers have help they can give. Where do you think the little pig lives? Yes. Little Pig is right at home in the hamlet. Yes, the hamlet là Võ Minh Khang đã nhận ra được the hamlet, đúng không? Cái hamlet cái xóm nhỏ đây, okay. Of Pigsburg. Of Pigsburg, okay. Ở cái làng này tên là Pigsburg. In Pigsylvania. In Pigsylvania. Cô vừa nãy cô nhìn thấy một số bạn comment được cái chữ Ivania này này, okay. Đó rất là tốt nha. Okay, so. It's of the pig, and by the pig, and for the pig in Pigsburg. Okay, so that's the story today, right? And now we have this. Okay, we now is a little bit late for all of you. Và bây giờ cũng đã hơi muộn cho các bạn ngày hôm nay rồi, đúng không nhỉ? Rồi, thì cái câu chuyện này nha, chắc chắn rồi, các bạn sẽ được cô gửi lại vào trong phần Zalo đây. Có thể là cô sẽ gửi link này, hoặc là cô sẽ copy lại chuyện cho các bạn, gửi cả cái video này luôn. Và các bạn sẽ luyện tập ở nhà từ hôm mai này cho đến tận hôm thứ 6. Đó, có rất nhiều thời gian để luyện để kể lại câu chuyện này, đúng không? Đã làm gì? When, đúng không? Đã ở đâu đó này, đã đi đâu này, đã ở nhà này. Ok, và các bạn sẽ luyện lại nhá.
Bạn chỉ cần kể chuyện lại, quay lại video và gửi cho cô xem cái cách phát âm của bạn như nào thôi, nghe chưa? Và ngoài ra và mình sẽ có một cái bài reading nữa, bài sẽ hơi nặng bởi vì là thời gian nó dài mà, đúng không nhỉ? Đó, thế còn thứ bảy chủ nhật thì hôm trước thì các bạn bảo là ô cô có 2 ngày mà cô bảo con gửi 2 bài reading mà gửi một bài listening là con không có thời gian đi chơi. Thế là cô đã khờ ok rồi, thế mình sẽ lùi nó vào đến ngày mai cô mới gửi được chưa nhỉ? Không muốn là các bạn mất cái ngày nghỉ hôm thứ bảy chủ nhật hôm trước. Rồi sao nào? Nhớ nhá. Một là mình sẽ quay lại clip kể chuyện này, hai là làm bài reading và ba là làm bài listening đó. Làm từ thứ ba, thứ tư, thứ năm đến thứ sáu là ok. So now we have the 4 days to finish all the homework. And then we need to hold on. Meow. Do you remember the student here need to do anything? Here? Okay, where's my meow now? Để bạn meow, hình như là bạn meow bạn nhắc đấy. Okay. Maybe. Okay, why so unsatisfied? Bạn meow trông lại unsatisfied rồi. So now, you need to brush your teeth. Okay. Wash your face. And now you need to go to sleep. Okay, bye bye and see you on Friday. Have a good night. Goodbye. Bye. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.